Xin chào cả nhà, hôm nay mình sẽ đi chợ Bufai Way Farmer Market. Theo mình để đi mua đồ sale nhé. Mua chợ Farmer. Hôm nay tại vì mình không có mang cái GoPro á, cho nên là mình không có thể quay hết cái chợ được. Để hôm nào mà mình đem cái GoPro thì mình sẽ quay cái view của nó rộng hơn. Vì cái khuôn nó thì nó không có đẹp bằng cái GoPro. Hôm nay mình sẽ đi chợ mua đồ sale nha. Đây là đồ sale đây. Mỗi thứ hai là nó cái chợ nó sẽ cột những cái đồ bán sỉ để mà mình mua về mình xài. Thì vì sao mà nó có những cái bịch này bán rẻ như vậy? Thì nó đi theo cái thủ thuật theo mình nghĩ là first in first out hoặc là last in last out. Mỗi tuần á có những món mới đi tới, thì thay vì bỏ chung những cái món cũ với món mới á, thì ở đây người ta đem những cái món cũ này người ta bán dồn vậy đó, thà bán như vậy có được tiền đỡ hơn là mình bỏ như vậy rồi nhiều người không có mua rồi nó thúi á, nó cũng uổng tiền. Một bịch vậy nha, 1 đồng 99 từng này trái đó, mà nó vẫn còn ngon lắm nha, quá trời đồ nè, nho nè, nho này 1 bịch nhiêu, 2 đồng 99 là 1 bịch này, cũng rẻ lắm. Nấm này là 1 bịch. Một bịch bự nhưng mà 3 đồng 99 là rẻ lắm. 3 đồng 71. Chỉ có ngày thứ hai thôi nha. Người ta bán từ 4 giờ rưỡi cho tới 7 giờ. Thì ai tới sớm được lấy thì lấy. Bây giờ mình sẽ mua 1 bịch này. Mua này vừa xào ăn đi ha. Cam này nó bán có 2 đồng 99 nè, mà được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trái, vậy ra 1 đồng 48, 25 cent 1 trái, cũng rẻ quá cả nhà ha. Đây cái này là key lime 2 đồng 99 1 bịch, quá rẻ luôn. 1 bịch bự như về mà xài sao cho hết. Táo này có 2 đồng 99 mà cả nhà, rẻ quá trời luôn. Bình thường 1 bịch táo này không có phải là giá 2 đồng 99 đâu, cũng mắc lắm á. Chuối nữa nè, chuối 2 đồng 09. Cả nhà biết cái này là cái gì không? Cái chuối nè, đố cả nhà là cái bịch này bao nhiêu đó, quá trời chuối luôn. Mình phải mua về mình ăn mới được. Một bịch bự như vậy nó cũng trên 10 trái đó, có 1 đồng 99 nè. Mấy cái trái này nó vàng vậy ăn nó mới ngọt nè. Mình mua cái bịch này về này thì nó dập trái rồi, 1 đồng 99 thì này thì cũng rẻ lắm đó. Vậy là mình mua cái bịch này 1 đồng 99 đó. Người ta mới xếp strawberry lên kìa, có 1 đồng 99 một lát nữa mình qua mình mua ha. Mình thấy cái hàng mấy cái trái cây ép này ngon quá. Đây là spicy mango, hoa nhìn hấp dẫn quá. Giá của nó là 3 đồng 99. Vậy thì mình mua một trái mà ăn thử. Đây, ở đây có cherry, dry cherry. Strawberry hôm nay 1 đồng 69 thì nhìn nó rất là ngon, vì vậy mình cũng sẽ mua 2 hộp.
cái trái này ngộ ghê. Các bạn nào có biết trái này là trái gì không? Ở nhà mình gái thử không biết cái này. Cái này nó để là trồng ở USA, nhưng mà mình chưa bao giờ thấy trái này luôn. Không biết từ nước nào tới không. 3.99 đồng một thao, mà một thùng thì là 99.99 đô la, là cũng là 100 đô một thùng rồi. Cái trái nhìn nó cứ ngắt à, nhìn nó ngộ quá. Bắt đầu mình tưởng cái trái bồng bon chứ nhưng không phải là trái bồng bon. Đây là món ổi mình ưa thích nhất. Ổi này nó trồng ở Mexico cho nên gọi là Mexico Gover, là ổi của người Mexico. Ở phía trong của nó là màu hồng, cũng thơm lắm. Trời, đứng xa mà nghe cái mùi ổi này là thấy thèm, thì là thèm luôn. Đây là fresh durian, là sầu riêng tươi. 2.99 đồng một thao là rất là rẻ luôn, rẻ hơn chỗ mình ở. Bây giờ mình luộc một trái về để mình cắt xem có ngon không ha. Đây là đậu hũ nè, đậu hũ này là nhà máy nó lại nhanh. 1.99 đồng một trái này mà nó mềm, còn bên kia là mặn. 1.99 đồng là nó cứng, một cái cứng một cái mềm. Cái này là của China nè. Cái này là để coi của nước nào đây. Ở đây là nó để chỗ sản xuất là USA, nhưng mà là không để của nước nào. Cái này là 8.99 đồng. Ở này của China hộp nhỏ là 4.49 đồng. Kimchi là nước của Hàn Quốc. Đó, quá chừng loại kimchi khác nhau. Bây giờ mình đi ngang qua cái chỗ mà đã bán đồ ăn ha. Chi ở chợ này nó dài, cho nên nó có cái hàng nó bán rẻ hơn những chi ở bên kia là những chi nhắm nổi tiếng. Thì ở đây nó có để là cái này là khác ngày 16, khác ngày 30 là hôm nay nè, là nó còn chưa có chín đó, nên nhìn nó rất là trắng. Ngày 27 thấy nó đỏ rồi nè. Radish kimchi thì có thể ngon nè. Đây mình mua một cái về ăn radish, ăn nó giòn giòn sực sực ngon. Mua cái này và một cái hộp bự này. Đây là những cái house bán đồ của châu Á, đó có lòng hết ở bên đây, ở phía bên kia là đồ đây là gian hàng bánh của European. Gian hàng bánh này rất là ngon. Thì mình hứa trong một ngày gần đây mình sẽ quay về cái chợ này cho cả nhà xem. Nó bự một trong hai cái chợ bự nhất ở Atlanta, Georgia. Với diện tích rất là rộng. Ở đây có hai ba chợ Việt Nam